chú vịt con. Nhà vịt mẹ và năm chú vịt bầu bơi nơi sông kia sau ngọn rừng thông. Mẹ vịt bầu gọi quạc 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 quạc, còn bốn chú vịt cao bơi quay trở về. Nhà vịt mẹ và ba chú vịt bầu bơi nơi sông kia sau ngọn rừng thông. Mẹ vịt bầu gọi quá 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 quá, còn hai chú vịt con bơi quay trở về. Trên đó rồi trưng hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè dù như bạn đi dương cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó rồi trưng hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó rồi trưng hầm ti ta đào thật nhiều, dù là con ngựa nè dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Bạn trưng hầm ti ngồi ở trên đó rồi trưng hầm ti ta đau thật nhiều, dù là con ngựa nè dù như bạn đi giúp cũng không thể làm cho hầm ti ta bớt đau. Sẽ mua cho con chim sẽ xinh thật đẹp, và khi chim sẽ không ca vang
mẹ sẽ múa cho con chiếc nhẫn kim cương. Và kim cương nếu không còn đẹp, mẹ sẽ múa cho con chiếc gương rạng ngời. Và gương kia chẳng may hư đi, mẹ sẽ múa cho con chú dê hiền lành. Và dê kia nếu như không đi, mẹ sẽ múa cho con chiếc xe trâu đi. Và xe trâu nếu hư không đi, mẹ sẽ múa cho con cuốn con tên gâu. Và cuốn nếu khóc không thèm kêu, mẹ sẽ múa cho con chiếc xe ngựa này. Và xe kia chẳng may hư đi, thì con luôn luôn xinh nhất ở làn này. Vậy thì chớ khóc bé yêu của mẹ, mẹ cha yêu con nhất trên đời này. Bạn Muffet đáng yêu. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chú nhện, nhện ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chú nhện, nhện ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Bạn Muffet xinh đẹp, bạn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ăn da ua và sữa đồng. Chợt từ đâu ra chú nhện, nhện ngồi ngay bên Muffet, làm Muffet khiếp sợ chạy đi. Mọi người, chúng ta đang trong một chuyến đi vui vẻ.
đã đến lúc cho cuộc phiêu lưu khác. Thắt dây an toàn nhé mọi người, cho chuyến đi trên xe buýt. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, chúng mình cùng đi. Hãy chơi một trò chơi, tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với em. Tớ biết, nó là Monkey, con khỉ. Đúng rồi. Khi con trên xe buýt chúng nó chuyên trò, chúng chuyên trò, chúng chuyên trò. Khi con trên xe buýt chúng nó chuyên trò, chúng mình cùng đi. Được rồi, đến lượt mình. Tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với C. Tớ biết, nó là Cat, con mèo. Đúng rồi, hoan hô. Mèo con trên xe buýt kêu mèo mèo mèo, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo. Mèo con trên xe buýt kêu mèo mèo mèo, chúng mình cùng đi. Đây là một trò khác. Tớ quan sát bằng đôi mắt bé nhỏ của mình một cái gì đó bắt đầu với eo. Xem nào. Tớ biết rồi, đó là lion, sư tử. Bạn được điểm tối đa vì điều đó. Đó là người bạn của chúng ta, sư tử. Bạn của ta trên xe buýt gầm gừ gầm gừ, chúng gầm gừ, chúng gầm gừ. Bạn của ta trên xe buýt gầm gừ gầm gừ, chúng mình cùng đi. Đồng hồ kia trên xe buýt nhảy với nụ cười, rất vui mà, rất vui mà. Đồng hồ kia trên xe buýt nhảy với nụ cười, chúng mình cùng đi. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn, bánh xoay tròn, bánh xoay tròn. Nào ta trên xe buýt với bánh xoay tròn.